Dạ vâng, sau phụ kiện săn bẫy, phụ kiện bẫy chim đêm xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe toàn thể các bác. Chúc các bác ngày mới vui vẻ tốt lành. Ở cái nội dung video giới thiệu sản phẩm này thì em gửi tới các bác cái mẫu lụp Malaysia để chuyên để bẫy những con chim cu gái các bác nhá. Thì ngoài cái dòng Malaysia này ra thì bên nhà em còn có dòng Thái Lan. Thì ở cái nội dung video này thì em giới thiệu cho các bác cái lụp mẫu Malaysia các bác nhá. Để mà bẫy được cái con chim cu gái này ra thì ngoài dùng lụp, các bác có thể là dùng lưới giật hoặc là lưới răng các bác nhá. Thì những cái phụ kiện đấy thì bên nhà em cũng đều có. Bác nào mà xem được cái video giới thiệu sản phẩm này thì mà cần cho mình những cái mẫu lụp Malaysia hoặc là Thái Lan hoặc là những cái tay lưới giật hoặc tay lưới răng ấy thì hãy để lại số điện thoại hoặc comment bên dưới video. Bên nhà em sẽ có nhân viên tư vấn trực tiếp. Và cái hình thức giao hàng ấy thì bên nhà em là ship hàng COD toàn quốc. Các bác nhận hàng kiểm tra hàng mới phải thanh toán các bác nhá. Thì sau đây em sẽ đi giới thiệu chi tiết tới các bác những cái mẫu lụp Malaysia để các bác cùng theo dõi. Thì cái sản phẩm mà khi mà đóng hàng gửi cho khách ấy, thì bên nhà em sẽ gói gọn như thế này và đóng trong cái thùng carton các bác nhá, thùng carton để đảm bảo cho nó tránh sự móp méo khi vận chuyển xa các bác nhá. Khi các bác nhận được hàng thì các bác có thể mở ra kiểm tra về chất lượng sản phẩm. Và khi đóng hàng thì mỗi cái lụp Malaysia này đi theo của nó thì nó sẽ có một móc trên và móc dưới các bác nhá. Và dưới đáy của nó sẽ có một con ốc M8 để các bác về các bác xoáy cùng với cái ốc ở sào để các bác đi gác những con chim cu gái các bác nhá. Thì khi mà có bó gọn như thế này thì nó rất là gọn nhẹ, đảm bảo là khi các bác đi đánh ở những địa điểm xa thì các bác để trong những cái vật dụng của mình thì nó rất là gọn nhẹ các bác nhá, rất là gọn nhẹ. Và cái diện tích mà để nhốt cái con mồi thì các bác theo dõi trên màn hình ạ. Cái diện tích để nhốt cái con mồi ở trong này, con chim mồi trong này thì cũng rất là rộng. Và với cái diện tích rộng như thế này thì khi các bác dùng cái lồng này thì các bác có thể là để cống ăn, cống uống để cho những cái con chim cu gái nó ở trong này nó quen lụp các bác nhá. Nó quen lụp và khi đi đánh thì nó sẽ đạt hiệu quả cao hơn. Và cái form dáng của nó khi các bác mở hai cánh ra là nó như thế này các bác nhá. Rất là rộng. Với cái độ rộng như thế này thì khi mà đánh những con chim bổi, cu gái bổi ấy, thì nó sẽ đạt hiệu quả cao nhất các bác nhá. Ngoài ra thì bên cơ sở đang ngụy trang cho các bác một lớp lá như thế này nha các bác nhá. Lớp lá như này để cho giống tự nhiên nhất. Về cái lồng để nhốt con chim ấy thì đã lụy trang hai bên để tránh cho cái trường hợp là những con chim cu gái nó sẽ đánh ngang các bác nhá, đánh ngang mà nó không đánh vào hai cánh sập. Còn phần dưới đáy, dưới đế của mỗi cái cánh sập này thì cũng có một lớp lá lụy trang các bác nhá, lớp lá lụy trang đảm bảo cho nó giống tự nhiên nhất các bác nhá. Và toàn bộ những cái lá này thì bên nhà em đã lụy trang sẵn các bác rồi nhá. Còn cái cầu tử này được làm từ mây, giống với tự nhiên nhất các bác nhá. Và cái phần lưới này thì lưới bên cơ sở là lưới sợi sáu và mắt đăng đan là mắt 8 các bác nhá, mắt 8. Với cái mắt như thế này thì khi mà những cái con chim cu gái nó bị úp trong này thì nó cũng không ra được các bác nhá, không ra được. Và cũng như những cái bẫy khác là nó sẽ có một cái móc để giữ, tránh cho trường hợp là con chim cu gái không rút được ra. Rồi phía lan đằng sau cũng rất là dày các bác nhá, và toàn bộ những cái lan này thì đã được kết hợp rất là chắc chắn các bác nhá. Các bác để ý những cái lò xo của sản phẩm này ấy, thì cũng rất là dài và khỏe. Và khi mà các bác đi đánh ở những cái địa điểm mà không thích hợp thì các bác cũng có thể là cất giấu cái một cái mặt mà các bác bế một mặt như này cũng rất là tiện các bác nhá. Thì với cái mẫu này thì các bác cũng có thể là vừa đánh ở để dưới đất đánh và cũng có thể là vừa để trên cây, vừa treo ở trên cây đánh các bác nhá. Thì với cái sản phẩm với cái giá tiền các bác bỏ ra thì rất là rẻ thôi, các bác đã sở hữu cho mình một cái lụp Malaysia như thế này rồi các bác nhá. Một cái lụp Malaysia này thì sản phẩm này thì bên nhà em hàng rất là nhiều. Thì khi bác nào mà xem được cái video này mà cần cho mình cái mẫu sản phẩm lụp Malaysia này thì hãy để lại số điện thoại hoặc comment bên dưới video. Bên nhà em sẽ có nhân viên tư vấn trực tiếp. Và em xin nhắc lại cái hình thức giao hàng bên nhà em là ship hàng COD toàn quốc.
các bác nhận hàng, kiểm tra hàng ok mới phải thanh toán các bác nhé. Thì một cái video ngắn giới thiệu về cái mẫu lục chuyên để bẫy chim cu gáy đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.